Lâm à, sao chị? Em có biết là gì? Từ từ, có tin nhắn. Cái gì này? Bạn đã đăng ký thành công nhận tin tức làm đẹp trị giá 20.000. Mình có đăng ký cái gì đâu nhở? Rồi đưa em xử lý cho. May mà dùng Android nhá, chỉ cần lên Google tải mấy cái phần mềm chặn chặn này là xong, vô cùng đơn giản luôn. Đây là tải đấy, kích hoạt. Tài khoản quý khách vừa bị trừ 15.000. Ôi, em tưởng là miễn phí mà. Trời ơi, ai bảo ngu. Thấy chưa, cô nhận tao đồng ý với con này nhá. Tao vào nhà này đi ăn trộm, chờ nãy giờ cho hai đứa bay đi ngủ. Nhưng mà con thằng này quá rốt. Sao lại dùng Android hay iOS này, cài Viettel Mobile Security nhá. Tao dùng Viettel, thậm chí trộm mà còn có tiền đóng Viettel hàng tháng nhá. Sao lỗi thế nhá, chặn được toàn bộ ứng dụng rác này, tin rác này. Sau này mấy ứng dụng mà cài đặt phần mềm độc hại nhá, người ta cũng chặn được hết luôn. Hà con gà. Để trộm nó phải chỉ cho. Ở thời điểm hiện tại thì smartphone đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì nó chứa rất nhiều thông tin quý giá chúng ta, như tài khoản ngân hàng nhá, vài tỷ trong đấy nhá, mật khẩu mạng xã hội hay các số liên lạc cá nhân. Chính vì thế mà vấn đề bảo mật liên quan đến smartphone cần được chú trọng hơn bao giờ hết, nhất là với các thiết bị smartphone Android. Đây là một nền tảng hệ điều hành mở này, nó rất dễ cài đặt ứng dụng bên ngoài vào, dễ có file, nhưng nó cũng chính là cái hạn chế khi mà các cái phần mềm cài độc hại có thể xuất hiện trên Play Store, hay các bạn cài từ bên ngoài vào mà không biết sẽ lấy cắp cái thông tin cá nhân của chúng ta. Thời gian gần đây thì các bạn cũng hay hỏi mình về cái việc làm thế nào để bảo vệ dữ liệu trên smartphone mình một cách tốt nhất, để kiểm tra mức độ an toàn của chiếc smartphone, hay làm thế nào để cảnh báo xử lý phần mềm kém chất lượng lúc tải về. Mình có sử dụng một phần mềm bảo mật tên là Viettel Mobile Security trên chiếc smartphone Android mà mình hay sử dụng. Thấy nó rất là ổn vào việc bảo vệ smartphone, nhất là lọc tin nhắn rác hay cảnh báo của gọi từ những số máy lạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em. Viettel Mobile Security là một phần mềm với 6 tính năng chính giúp cho tăng cường bảo mật chiếc smartphone của bạn, đó là diệt virus nhá, trung tâm an ninh này, tường lửa tin nhắn, chặn tin nhắn rác, chống trộm và sao lưu danh bạ. Ngoài ra phần mềm này sẽ cho chúng ta sử dụng thêm các tính năng như quét ứng dụng hay khóa ứng dụng, tuy nhiên bạn phải tải thêm từ trên CH Play về. Khác một chút so với các phần mềm bảo mật khác có trên Play Store, khi sử dụng Viettel Mobile Security chúng ta phải đăng ký tài khoản dựa vào chính số điện thoại Viettel các bạn đang dùng. Tuy nhiên đây cũng là điểm mạnh của phần mềm này, theo mình tìm hiểu đây là gọi hệ thống bảo mật hai lớp. Một lớp ở thiết bị cuối chính là điện thoại của chúng ta, lớp thứ hai có tên là Big Radar, bảo mật ở mức mạng lưới. Điều mà chỉ nhà mạng mới có đủ cơ sở ở tầng triển khai. Với công nghệ này thì điện thoại của bạn sẽ bảo vệ tốt hơn với các phần mềm khác, bởi vì nhà mạng họ có cơ sở hạ tầng mạnh cũng như là dữ liệu nhận biết mối nguy hại trước khi kịp xâm nhập vào điện thoại của các bạn. Là một phần mềm bảo mật nên tính năng mạnh của Viettel Mobile Security là diệt virus, giúp cho bạn loại bỏ các phần mềm hay các file độc hại ẩn sẵn trong máy, đồng thời chặn các tin nhắn rác, tin nhắn âm thầm trừ tiền của bạn. Yến Venus muốn kết bạn với bạn. Nhấn vào link để xem thêm những bức ảnh đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Những tin nhắn có mã độc như vậy là phát tán hàng ngày rất nhiều. Và với những thanh niên FA mà mê gái như Duy Linh đây, sẽ không ngần ngại mà bấm vào và sẽ bị trừ tiền. Nếu như xưa này các bạn cứ thắc mắc, ôi tự nhiên một ngày đẹp trời tài khoản chúng ta bị mất tiền, và nhiều bạn có trách tổng đài, nhưng cũng có thể là do chính bản thân mọi người đã bấm vào những tin nhắn đó mà chúng ta không hề hay biết. Trung tâm an ninh gồm hai mục cảnh báo an ninh và tin tức an ninh với nội dung như sau. Cảnh báo an ninh thì là màn hình hiển thị và cảnh báo tin tức an ninh nhận được từ trên server, giúp người dùng cảnh giác với tin nhắn của gọi lừa đảo, theo dõi vị trí, tránh bị kẻ gian lợi dụng đánh cắp tiền trong tài khoản viễn thông. Các vấn đề cảnh báo hiện tại như nhá máy lừa đảo này, theo dõi vị trí, giả mạo cuộc gọi, nghe lén chuyển hướng tin nhắn. Còn phần tin tức an ninh thì là các vấn đề an ninh cần chú trọng. Thời gian gần đây các cuộc gọi lừa đảo câu cước di động xảy ra rất nhiều, nhất là đến từ các số lạ nước ngoài. Có hôm mình đi Mỹ lại có cuộc gọi từ Campuchia gọi nữa cơ. Các phần mềm trước đây mình từng dùng qua thì không có tính năng này, và hiện tại thì cũng vậy, do họ không có cơ sở dữ liệu để đối chiếu với các số điện thoại lạ thuộc danh sách đen. Viettel tận dụng điểm mạnh của mình để tích hợp tính năng này vào phần mềm, cho thấy hệ thống chăm sóc bảo vệ khách hàng của nhà mạng này đang ngày càng được nâng cao hơn, và hy vọng trong tương lai các nhà mạng Việt Nam khác chúng ta sẽ có đầy đủ cái này để giúp các bạn sẽ không bị móc túi tiền một cách vô duyên nữa. Tất nhiên với một phần mềm bảo mật như Viettel Mobile Security thì ngoài chống virus ra phải có thêm các tính năng chống trộm nữa rồi. Thời buổi loạn lạc thế này, mỗi mét vuông là có 10 thằng ăn trộm. Ở riêng cái văn phòng hiện tại của mình đã có tận 12 thằng. Và điện thoại hở ra một tí là mất. Điều thú vị là ngay cả khi điện thoại thay SIM, bạn vẫn có thể thực hiện thao tác từ xa với điện thoại bằng cách các bạn sẽ truy cập vào trang web đang hiển thị ở trên màn hình hoặc phần mô tả của video. Ngoài ra phần mềm này cũng hỗ trợ tính năng sao lưu danh bạ, tránh trường hợp mất điện thoại thì bao nhiêu số điện thoại quý giá cũng không cánh mà bay. Mẹ nó đâu? Tuy vậy, phần mềm này cũng thiếu đi một số tính năng mà mình cho là cần thiết như kiểm tra độ an toàn của Wi-Fi hay thêm các tính năng như sao lưu tin nhắn, nhật ký cuộc gọi. Có một số tính năng cho mình thấy hoạt động chưa ổn định lắm, ví dụ như tính năng xóa ảnh trùng lặp trên iOS thì khi mình bấm máy bị đơ. Trên Android thì đôi lúc ứng dụng bị dừng đột ngột. Hiện tại ứng dụng chỉ tương thích với người dùng là thuê bao Viettel. Ngoài ra nếu phát hiện ra vấn đề gì, bạn có thể liên hệ với bộ phận kỹ thuật của ứng dụng.
để họ cải thiện sản phẩm hoặc feedback trực tiếp trên kho ứng dụng. Có thể nói là sau khi cài phần mềm này ấy, thì các bạn sẽ yên tâm về việc ta không sợ làm phiền bởi các cái tin nhắn rác, số điện thoại lạ, hay an tâm hơn khi cài đặt các ứng dụng, những cái phần mềm bên ngoài hoàn toàn miễn phí. À mà với các tài khoản đăng ký Viettel Mobile Security sẽ được miễn phí tận 3 tháng đầu tiên. Còn từ tháng sau trở đi, nếu người dùng muốn nâng cấp lên bản Pro với tính năng bảo vệ mạng lưới thì phí sử dụng sẽ là 10.000 một tháng. Còn không thì người dùng vẫn sẽ được miễn phí sử dụng cái bản thông thường. Vì vậy nên quyền lựa chọn dùng hay không là phụ thuộc vào các bạn. Và các bạn nhớ đừng quên like, share và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Sếp ơi, phần mềm tìm gái em trước sao không tìm được sếp ơi? Lừa nhau à? Chứ vẫn mấy chục rồi. Cái thằng này đã dặn là phải cài Viettel Mobile Security vào rồi, muốn cài cái gì thì cài. Mà cái này phải tao xui mày cài đâu, mày tự cài đi. Vẫn cứ tao đang quay video. Để tao thử cài phần mềm khác.